Xin chào mọi người, mình hôm nay làm video test thử chiếc máy Hera 2-in-1 của bên mình. Đây là dòng Hera 2-in-1 đời mới và đây là dòng loại 1 các bạn nhé. Nếu như các bạn nhìn thấy vỏ thân máy và tay cầm như vậy thì đây là chính cũng là loại 1. Máy loại 1 nó sẽ đi theo máy, nó sẽ sử dụng 5 đầu bắn như này các bạn nhìn này. Đó, nó sẽ phân tách cho mình rất là nhiều cái chức năng, bởi vì 5 đầu bắn này nó có rất là nhiều chức năng mới mà chúng ta có thể các máy khác thông thường không làm được. Ví dụ như là một đầu 1064 chúng ta có thể bắn lông mày mà không bao giờ bị cháy lông hoặc bạc lông. Đấy, hoặc là đầu bắn trẻ hóa carbon thì chúng ta có thể sử dụng làm trẻ hóa da rất là hiệu quả. Thế rồi đầu 532 đầy đủ các đầu luôn, hai đầu 532 để chúng ta có thể điều chỉnh cho cái phần mà bắn viền môi làm sao mà nó không tổn thương da như là ở những các đầu bắn khác. Và đi theo máy thì nó sẽ sử dụng là các ngôn ngữ bằng đủ rất nhiều thứ tiếng như thế này, thì chúng ta có thể, và ưu điểm của máy này là chúng ta có thể cả ngôn ngữ tiếng Việt Nam này, đấy thì chúng ta có thể làm rất là dễ dàng. Đối với máy này thì trượt lông cũng thế, cũng sẽ có 3 thấu kính mà chúng ta làm rất là dễ, đó là 640 và 590 và 530 nanomet. Thì đây là những cái bước sóng chính để chúng ta làm về cả chức năng trượt lông và chức năng trẻ hóa da. Đó các bạn thấy nhá. Thì máy thì sẽ sử dụng hoàn toàn là bóng bằng Bắc Kinh, cho vậy là sẽ đạt được khoảng 500.000 xung trở lên. Ở đây mình sẽ khi bật máy chọn chương trình rồi thì chúng ta có hai chức năng là trượt lông và laser như vậy. Thì đây chúng ta vẫn vào chức năng trượt lông này, các bạn nhìn thấy tất cả các chức năng đều bằng tiếng Việt, rất là dễ sử dụng đúng không ạ? Đó thì mình sẽ vào chức năng tẩy lông, sau đó mình sẽ khởi động và mình nạp điện. Đó thì để sẵn sàng và chúng ta lúc đó chúng ta điều chỉnh cái mức năng lượng này phù hợp với trên da của khách hàng thôi. Sau đó chúng ta sẽ bắn thì đây mình sẽ bắn thử trên cái tấm giấy cho các bạn xem nhé. Đó. Đấy các bạn thấy không? Đó. Thì đối với cả máy laser thì máy trượt lông này thì chúng ta để một cái mức năng lượng 0.05 này thôi thì máy đã đưa ra một cái mức năng lượng rất là khỏe rồi. Nếu còn đối với sang cái chức năng laser thì chức năng laser này thì có cái tốc độ, khả năng tốc độ siêu nhanh. Đây, với tốc độ 10 Hz thì chúng ta không thể kịp được kiểm soát được, nhưng chúng ta, nhưng máy nó sẽ có, đi theo máy nó sẽ có sử dụng tốc độ siêu lớn này như vậy, thì chúng ta có thể trung bình chúng ta chỉ để 2 hoặc 3 thôi. Sau đó chúng ta sẵn sàng để làm việc. Thì đây thì mình sẽ test thử trên cái tấm giấy và có bàn đạp, các bạn nhìn này. Đấy. Điện laser các bạn nhìn thấy không ạ? Nó cực kỳ tròn. Đó. Máy mình nó quay nó không được nét lắm nhưng mà các bạn nhìn thấy đó. Các bạn thấy không? Nếu như mình mà đưa lên cái tốc độ 10 Hz thì các bạn không biết là nó sẽ nhanh như thế nào. Ở đây mình mới chỉ để cái tốc độ là 2 Hz thôi. Và mức năng lượng của nó đưa ra thì cực kỳ đẹp và để cái mức năng lượng rất là thấp. Đó. Thì nếu như mà anh chị mà có nhu cầu sử dụng chiếc máy Hera loại 1 này thì hãy liên hệ với cả bên công ty của mình. Thì rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình. Đây thì sau xong thì mình sẽ tắt máy ở đây. Đó, đây là tổng quan về máy các bạn nhé.